Đây là cái khu vực cổng hoa rất là tuyệt vời. Ở đây thì có cái hai cái lò hoa mà Đức Phúc Trần tôi rất là thích. Thứ nhất đây là hoa móng cọp, rất là đẹp. Và thứ hai đây là có cái hoa hài tiên đây, như chiếc hài. Cái đường cổng hoa này tuyệt vời. Vừa rồi thì chúng ta có nhìn ngắm sơ về cái khu biệt thự Bạch Ngọc cùng với hồ bơi nước nóng. Thì bên cạnh đó ở đây đó có hai khu biệt thự nữa. Thứ nhất là cái khu biệt thự Hồng Ngọc. Thì cái khu biệt thự Hồng Ngọc này là do bà Trần Thị Xuân xây dựng để cho xin lỗi quý vị, cho cha mình, nơi nghỉ ngơi nghỉ dưỡng của cha mình, đó là ông Trần Văn Chương. Rồi bên cạnh đó có cái khu biệt thự Lam Ngọc, đó là cũng là cái khu mà biệt thự mà dành riêng cho gia đình bà Trần Đại Xuân nghỉ vào cuối tuần. Đây là những cái hình ảnh về mộc bản bảo vật của Triều Nguyễn. Có thể nói là đây là những cái nguồn tài liệu rất là quý hiếm trong kho tàng là di sản lịch sử văn hóa Việt Nam. Và đây là những cái bộ sách chính văn, chính sử của Triều Nguyễn để lưu lại cho hậu thế. Và khối tài liệu này là di sản tư sản tư liệu của thế giới đầu tiên của Việt Nam và được UNESCO công nhận là được cho UNESCO công nhận là cái di sản thế giới đó vào ngày 31 tháng 7 năm 2009. Thì rất là may là do nhờ vào cái sự giao thoa văn hóa giữa các nước Á Đông, cho nên là cái bản cái kỹ thuật mà in mộc bản này được du nhập vào và phát triển tại Việt Nam từ rất sớm. Có nghiên cứu thì cho rằng là bản khắc in gỗ này đó thì đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam có từ thời thế kỷ thứ nhất tại Ly Lâu. Tuy nhiên thì phải đến với thế kỷ 15 thì thời nhà Lê khắc cái nghề mà khắc mộc in mộc bản này đó thì thấy thật sự phát triển và mở đầu có bằng việc là hàn lâm trực học của học sĩ Lương Như Học. Trong những lần mà đi sứ sang nhà Minh đó thì đã học hỏi được kỹ thuật khắc in trên gỗ về cái sau đó về truyền dạy lại cho dân gian của Việt Nam chúng ta. Thì có hai cái làng mà nổi tiếng về cái nghề này đó là Hồng Lục và cái Liễu Tràng thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay. Đây chúng ta thấy là ở đây là in trên gỗ nha, in gỗ rất tuyệt vời. Với cái sự lưu giữ như này thì nó tồn tại rất là lâu. Bởi vì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là của cái học sĩ đó, Lương Như Học, người ở làng Hồng Lục thuộc huyện Gia Lộc, Đỗ Đệ Nhất, giáp tiến sĩ, khoa Nhâm Tuất năm Đại Bảo thứ ba, là khoảng năm 1442, đời Lê Thánh Tông. Đây là hình ảnh của vua Gia Long. Đây, chúng ta thấy là cái người nghệ nhân đang khắc họa những cái hình ảnh về tư liệu
những cái văn kiện vân vân, tài liệu trên những tấm gỗ đó. Tuyệt vời. Đây, nãy giờ chúng ta thấy thì đây là bằng cái hình ảnh thật luôn nè. Hình ảnh mà trên những tấm gỗ đã được in, khắc lên trên những gỗ rất là tuyệt đây. Quá công phu. Tuyệt vời ha. Tức là ở đây họ khắc hồ đục rất là tinh xảo ạ. Đây, chúng ta sẽ đến với cái khu này gọi là khu biệt thự Lam Ngọc. Đây là khu biệt thự Lam Ngọc trước đây. Trước đây có một cái hồ Nam Bộ rất là đẹp. Ở đây là cái khu mà được coi là khu biệt thự Hồng Ngọc Ruby đây. Thì bây giờ được trưng bày là những cái hình ảnh về Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Chúng ta thấy những cái tòa nhà biệt thự ngày xưa thì rất đẹp và hầu hết là có hai ống khói ạ. Hai khu biệt thự Hồng Ngọc và Lam Ngọc thì gần nhau. Đây là cái mặt chính của khu biệt thự Lam Ngọc. Thì bây giờ trước đây, trước phía trước đây họ có xây dựng thành một cái khu vườn Nhật Bản, vườn hoa. Và trong đây thì họ cũng có trưng bày về sản phẩm lưu trữ lịch sử văn hóa Việt Nam. Hoa hồ tiên đẹp quá. Đây khu vườn hoa, người ta gọi là khu vườn Nhật Bản đây.
quý vị và các bạn thân mến, thì toàn bộ cái khuôn viên này đó nó rộng khoảng 13.000 mét vuông và gồm có 3 cái khu biệt thự mà nãy giờ Đức Phúc Trần tôi có dịp chia sẻ cũng như đưa những hình ảnh đó. Đầu tiên là biệt thự của Bạch Ngọc, rồi tới Lam Ngọc là hình ảnh đang đây, rồi phía sau đây đó là cái khu Hồng Ngọc. Nhưng mà riêng với cái biệt thự Lam Ngọc này đó thì ở đây có là một cái khu vườn vườn hoa, gọi là vườn hoa Nhật Bản. Đặc biệt hơn là cái khu biệt thự Lam Ngọc này thì bên dưới đó, bên trong á, thì lại có một cái đường hầm mà thoát hiểm cũng như trú ẩn, cho nên đó cũng một điều đặc biệt. Thì cái khu khuôn viên này được mở cửa để phục vụ du khách, chào đón du khách đến tham quan thì từ năm 2008 tới bây giờ. Rất là đẹp. Quý vị và các bạn đang cùng với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta đang tham quan cái khu biệt điện Trần Lệ Xuân. Đây là một trong những khu biệt điện còn lưu giữ lại rất là khang trang và rất là đẹp, hiện nay đang được đưa vào hoạt động để chào đón du khách đến tham quan. Thì chúng ta cũng chia sẻ một tí về nhân vật Trần Lệ Xuân này. Thì bà đây là sinh năm 1924 và bà mất năm 2011. Bà thường được gọi đó về cái tên tắt của chồng bà nên được gọi là bà Nhu. Và cái có một đóng góp rất là lớn của chồng bà cùng với anh chồng của bà đó là ông Ngô Đình Du đó, chồng bà và anh chồng của bà đó là ông Ngô Đình Diệm. Thì sau cái năm 1963 đó, thì khi mà ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Diệm bị ám sát đó, thì bà đã đi lưu vong. Trước đó thì bà sinh ở tại Hà Nội, rồi cũng có tài liệu cũng cho biết rằng bà sống ở Huế, sinh ở Huế. Thì ông nội của bà đó là Tổng đốc Nam Định Trần Văn Thông, còn vợ ông là Trần, của vợ của ông Trần Lâm Thông đó là cái là em gái của ông Bùi Quang Chiêu. Cha bà là luật sư Trần Văn Chương và từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của thời kỳ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Cũng có ông đã từng giữ chức vụ đó là Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thời đệ nhất. Và khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ đó, thì mẹ của bà Trần Lệ Xuân là bà Thân Thị Nam đó, anh Thân Thị Nam Trân đó, con gái của Thượng Thư Bộ Binh Thân Trọng Huế, cháu ngoại của Vua Đồng Khánh. Cho nên phải nói rằng là gia đình bà có một cái thân thế khá là đặc biệt, rất là lớn. Thì bà là con gái thứ của luật sư Trần Văn Chương và bà Thân Thị Nam Trân. Hai người đã sinh được 3 người con, gồm có Trần Lệ Chi, Trần Lệ Xuân và Trần Văn Khiêm. Lúc nhỏ thì bà học ở trường Adber Sorok ở Hà Nội, tốt nghiệp tại Pháp. Và năm 1943 thì bà đã kết hôn với cố vấn Ngô Đình Nhu và theo đạo Công giáo của nhà chồng. Cái hình ảnh của bà Trần Lệ Xuân thì cũng đã từng được xuất hiện trong cái bộ phim cũng rất nổi tiếng, đó là bộ phim Vắng Bà Lật Ngửa năm 1982, mà chúng ta cũng có được diễn viên Nguyễn Trung Tính đóng đó, nên cũng rất là nổi tiếng. Thưa quý vị các bạn thân mến, thì hôm nay Đức Phúc Trần tôi có dịp đến với cái khu biệt điện Trần Lệ Xuân này, gửi đến toàn thể quý vị các bạn những hình ảnh cũng như một vài cái thông tin về nơi đây. Rất là vui là cực đồng hành cùng quý vị các bạn. Xin chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ và tham hành ở những video kế tiếp nha. Xin hẹn gặp lại ở những video sau.